Từ mùa này thì có Red Jazz thôi, Riot Fox. Diego, let's go. In game, no play challenge. Play challenge. Jack Lai, Thunderboy, I think I'm Thunderboy. What's wrong? Remy, hey, Remy Asu. Ok, Remy và Lemon Cheese. Chẳng luôn giờ gặp Red Jazz nhiều quá. Red Jazz mình thấy có 4 phiên bản, phải chưởng. Mình thích nhất vẫn là Red Jazz Wood, bởi vì Red Jazz Wood mình có thể kéo được con Barbarian vào và trụ. Đây là một cái tip khá là các bạn, nếu mà các bạn dùng Tornado ấy thì kéo con Barbarian khá là khó. Nhưng mà đúng là khó, trong cái khó thì cũng ló được cái kia. Yes, Lemon Chi here right now. Yeah, Lemon Chi. Oh. Wow, Lemon Chi he in let me check his Yo, what's up bro? What's up? Mình chơi mỗi deck này thôi. Hey Nicholas. Give me a like, share video guys. Was he a guy, good boy, you listen at me on Facebook? No, it's my Facebook here. Let me share, link my Facebook. I connect this file. One minute. Hey guys, it's my Facebook. Hey bro, it's my Facebook. It's my Facebook here. I will disconnect this way. You know, who's the best right now? Ladder, Muzi. Remy Nook, no, hard counter, bro. No, he play JC. Hey, give me a like, Shiro. Thank you so much. Looking 1 million on my friend. Really, it's my Facebook. Link here. I will accept right now, accept old guy, old request right now. Connect up from Facebook. I don't see your file list. Hey, let me reconnect right now. 1 minute. Okay, 1 minute. Let me reconnect. 1 minute. No, I don't know. Okay, let's go. Let's just do. No way. Bạn mong nữa sẽ nguồn này là nhiều bắt thì bằng là chả dám đập. Chơi thế thì thế thì khi mà cái rất nhiều á, chúng ta đấy trong đấy phải có một cái building gì đấy để nhiều thứ để nhử, hoặc là phải có một cái con ba quân ba bus. Các bạn như này, khi các bạn cho ba bus mà họ có squad thì mình thấy là giả sợ các bạn, vì là bạn cũng đặt ba luôn mà nó dùng squad xong thì nó sẽ mình phải ba bus xong nó lại nó phải hút mà mình lại đẹp đặt ba đặt mình tiền tiếp theo. Nói chung là trong deck mà khi mà các bạn có nhiều con có thể nhiều lượng spell của họ ấy, thì các bạn sẽ có lợi thế. Thế các bạn không ngại là các bạn của bên kia họ có fireball thì các bạn có lắp một dớt là cũng được. Có em chơi Hot Cycle Emiro? No. Never. I cannot play Hot Cycle with Proxys deck. The least highest skill on Scrabble. Highest skill. I can't play... I cannot play Scrabble.
Ok, wow. Yeah, ISP. Ozasu, top 5 player. Okay, we have right now Ozasu. Let's go. Oh, Lemon Chi and Ozasu. Way too late, say sorry. Okay. Lemon Chi is off every. No. Hey, Progressor, I'm not blue. And my debut here right now. And I will accept my own guys. That's my reboot, guys. Yeah, my reboot here. Let's go. Saddle, please, the game. That's my reboot, guys. Okay. Oh, I think Ozasu will win. I think. Thích bờ với hot cái nào cần skill hơn. Hot sẽ cần skill hơn chứ em. Lấy kia thêm về thủ mà. Oh my god, it hot. Thích bờ time, rocket time. Come on. One hit hot. No hit, come on. Thằng Ozasu cần phải đẩy hot nhanh hơn nữa. Bởi vì nếu mà đợi cứ đợi hot tập rất là chậm là sẽ không thể vào trận được. Như vậy là sẽ có nhiều team will win Ozasu one vote Ozasu. Okay, my friend, okay, on my friend. So vote for Ozasu. Ozasu. Hey, how old are you? What do you think about me? How old are you? Mình không có spell to là mình sẽ không ăn được. X-Bow là X-Bow kiểu này thì để biết những cái deck mà nó sợ rocket thôi. Đặc biệt là những deck spam. Hey, hello lại em, như lại tên khác à? Hello em. Oh my god, try defend X-Bow, come on. X-Cannon. Giờ đi làm rocket, come on, no. Mình sẽ try put hot fighter. No way. Time to push off. Come on. Không thì nhau spam thì bên kia nó sẽ có lợi. Ok. This time I think Ozasu, let's go. Rocket time. He needs to fireball. He needs to fireball. Come on. To fireball more. Two fireball more. Hop coming. Hop on. No. Yes, Ganon. And right now, double, triple, listen, come on, No. Again. This time, I'm trying to fight you. Wow. Wow. Take a green shot. Oh, Yasu. Oh my, got it. Oh my, got it. Wow. You're so close. Okay, Lemon Chi, I like again. Okay, nào ra tổng không. Hiện tại thì nếu mà không đánh thì sẽ là không hòa. Nhưng mà khi đã đánh là chỉ có thắng thua thôi. Đẹp ớt hiện tại nó online mất. Để đi em check. Ozasu or Zayson? Let's make it again.
Ôi rồi rồi đây, đây là hát counter cho nó rồi. Hát counter Igbo. Hát counter Igbo. Bởi vì cái deck này nó không sợ rocket. Igbo mà đánh chủ thứ hai như thế này là khó thu hoạch thôi. Ok, Magic Archer bắn Enigma Spark rocket ở Fireball. Yeah. Wow, timing chuẩn vãi chuẩn. Timing quá chuẩn luôn. Các bạn biết tại sao mà đợi đến khi mà con Baba Yaga nó bày ra xong bắt đầu với Fireball là chỉ là đợi cái lam nhảy lên. Đó là pro tip này. Yeah, it's ok. Good luck mấy game lên chi. It's the hard counter, Igbo. Hard counter. Đây là deck dành cho những người không nghèo. Con cano cắt mạnh này, con cano bình thường nó mạnh rồi, cano sport. 2.9 làm sao mà ăn được cái này, 3.0 còn khó chứ. 2.9 không đều, không defend được những cái meta hiện tại đâu. Tại vì con IC thì nó là tanh, nó là tanh theo kiểu là tanh nó thôi. Nó không thể chặn nó kiểu nai được. Mình có Sensei Beat này, wow. Người anh em người Việt Nam. Black hay Pandora, yes. Pandora. Ok, Shadow. Ủa, sao đầu đánh cái deck này phê quá anh. Hit lock. Lock, như là last lock. Okay. Lên machine anh nghỉ ngơi lên chút nhiều không? Các bạn đánh 1-2 trận mà các bạn nghỉ là các bạn không bao giờ lên được. Các bạn phải đánh rất nhiều. Trong 7 tuần, trong 7 ngày rồi mình đánh 3 bao nhiêu trận các bạn biết không? 3 trận. Đây là con số mà các bạn có thể cho chính sách ở trên Rider API sẽ biết được số lượng game của các bạn đã đánh. Nếu mà các bạn muốn xem cái số lượng thống kê là số lượng thống kê như là phát thì các bạn muốn xem số lượng thống kê ở đâu không? Các bạn cứ check Rider API để các bạn biết bao nhiêu trận, bao nhiêu đánh. Các bạn cứ check deck nào, họ đang chơi deck nào. Giant Skeleton Sparky Mirror deck play. Yeah, ok. We have already him play Giant Skeleton Mirror Sparky. Top player from Stardam Japan. Okay. Don't hit the game. Right now he playing. Let me check the game. CIO is fast. No, it's good. Ah, tomorrow we go. Tomorrow, Sunday. This is a play online. Play online. We have the first game, a grab. Triple draft challenge. Triple draft play. Bí quyết của Pro là ăn thành thật nhiều cho đánh thể đánh nó phải ấy và cho đánh không phải trận đâu để chúng ta bạn đánh như vậy và try hard thì các bạn mình đi maximum khó chứ. Mình đang cố gắng là mình sẽ stream vào ngày mai trên kênh của anh Tali bởi vì là kênh đấy phải Gaki Ui Gaki. Oh my god, the same deck. Tempest offline bác ơi. Tempest đánh không phải giờ này. Bởi vì Tempest đánh giờ từ 1 giờ sáng đến 3 giờ sáng. Cái thời điểm đấy là bạn biết Korean Ranger Gaki. Yeah. Oh, hello Việt. Hôm nay không dậy à? Hôm nay đi dậy được không? Come on right now. Yes, this person, this season. It's not the... Pearl Springs. I think the next season,
Hell's Hell Priest, most popular car, I think. Mấy người đang dịch cả bản như thế. Có dạy online không? Dạy online là ông bà là con cháu gì? Đầu đánh nhau, chóng mặt lắm. Shadow deck is cycle working Warbreaker and mine are super super fast. I can split my eyes this time play. They put on left line, right line, left line, left line on left line. Dual land. Peter Chan still playing Mega Knight rather than deck. Yeah, I see on his channel. His live stream. He play his deck. Goblin Barrel, Giant Skeleton, and Rare Giant. Sometimes he Mega Knight. He'll spirit mạnh nhá, quá mạnh nhưng mà làm mạnh. Con này còn còn phá hơn cả con IC Mid nữa. Đã tăng máu trong mấy con nhỏ đó là còn đạt to luôn. Mình không nhớ con số của nó nhưng mà mình thấy là cái khả năng hồi máu cho mấy cái kia ghê bạn thường. Rồi coi nhé. Đi ra như thế nào đi. Mình xin là con Hunter bắn đi. Hunter đâu? Hunter bắn. Hunter sẽ bắn con Baby trước. Đúng rồi. Này đi defense. Trong khi các bạn chơi ấy, các bạn phải tính được là con nào để dùng cho con nào, chứ các bạn không thể dùng con này cho con kia được, bởi vì các bạn dùng con này cho con kia là các bạn gần như là các bạn ao sẽ cùn như vậy, phần mình mong muốn phần mình không muốn. Các bạn không cần đôi khi nhận biết deck của đối phương là một chuyện, nhưng mà các bạn biết được là cách chơi của các bạn phải chơi như thế nào. Các bạn nhận thao như ở con stream và stick on some day stick okay, let me try the next season. Yeah, I think we try the stream. So, sometimes we try one time. Dưới phòng bắn của anh. Em ở đâu phòng nào? Ở dưới phòng trọ anh thì bắn. Vì bạn về quê hết rồi. Let's go Balloon Forever. Thật ra là Balloon mà tên được cái thằng Fox F-A-U-R. Đông đánh nữa. Đông đánh đông, đông đánh đông, đông đánh đông. Các bạn muốn biết là top player chơi cách gì các bạn cứ bảo em về 2-3 phòng nữa. Dưới trên này không còn người quá đâu. Dưới hết rồi. Kích linh 15 ngày toàn có được. Sức hơn. Mình hồn, mình chắn. Nhưng hiện tại bây giờ mình là chả đi đâu được. Sau 10 giờ là các bạn phải ngoài. Và nhà của trắng, mà dù các chiến đấu ở nhà thực ra không được phải nói rồi, bây giờ cùng lắm. Bây giờ bạn nhìn có... Wow. Hey, Simipusson. Donation for me, I will show a singer a song. Kuchiku. Ok, Hazumi nó đâu có chơi bầu đâu. Mình đây, mình bài này nghe phê. Bài này đúng là mình nghe lần đầu tiên mình phê luôn. Và lúc chiều nay vừa đào. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off my floor. It'll tell myself it's fine to be alone. Meta là những cái nhiều quá nên Kanuka sẽ thường thì
mình gặp những cái deck mà có mini P.E.K.K.A, đặc biệt là mini P.E.K.K.A ghép giáp, đặc biệt là cái mai deck của Dragon mà dành mini P.E.K.K.A không? Mình lại thường mình sẽ chịu một hit của mini P.E.K.K.A, mình sẽ phải tiếp theo. Bài này á, đây, bài này We Start này, Where We Start này, nơi chúng ta bắt đầu, nơi nào chúng ta bắt đầu. Đây, mình sẽ gửi cái link bài hát luôn. Bài này hay, nghe em lần đầu tiên mình hay luôn. Bài này vẫn mới up mà, cái đây như 2 tháng sao. Mình thấy ở trên thường mình chọn cái bài nào á. Ây, Davis, thank the donation. For donation. Davis, Fernandez. Thank you so much.